Trường mầm non Sơn Ca, quận Hà Đông. Từ nhiều năm nay, thực phẩm cho bữa ăn của học sinh đã được công khai và giám sát bởi chính các bậc phụ huynh. Từng nắm rõ nguồn gốc xuất xứ của từng loại thực phẩm, nên anh Quân không khỏi băn khoăn khi cầm bản đăng ký cho con dùng sữa học đường mà chưa rõ tên nhà cung cấp. Thì chúng tôi đang lo lắng khi mà có con, chúng tôi là những người được sử dụng cái hộp sữa đấy. Tuy là nhà nước có trợ giá, nhưng chúng tôi nắm được là chỉ cần đóng 50%, tương đương khoảng 3.400 đồng thôi. Thế nhưng chúng tôi không nghĩ vì là giá rẻ mà chúng tôi là không được sử dụng sữa tốt. Cũng từ nhiều ngày nay, những văn bản liên quan đến đề án sữa học đường cũng được in khổ to và thông báo ở vị trí dễ nhìn. Thế nhưng trong rất nhiều nội dung chi tiết về đề án thì phụ huynh vẫn chưa tìm được thông tin mà họ quan tâm nhất. Thì một câu hỏi lớn nhất đặt ra ở đây đó chính là nhà cung cấp sữa, tên hãng sữa và cái hãng sữa này có được lưu hành trên thị trường hay không? Đấy, thì đó là những cái vấn đề mà phụ huynh rất là quan tâm. Không có cái nguồn gốc sữa, chẳng hạn như sữa của hãng nào ấy, thì là nếu như mà có được cái nguồn gốc sữa vào thì phụ huynh yên tâm hơn, các con cũng cho con uống trên trường. Thực sự là gia đình cũng không biết là các cháu dùng sữa như thế nào, bởi vì là các cháu cũng không cầm vỏ hộp về, hay là các cháu cũng không thể nói được là sữa đấy nó như nào cả. Sữa thì bây giờ có rất là nhiều loại, nhưng mà tốt nhất là bị ngộ độc. Đấy thì cái mong muốn nhất đấy là cái chất lượng sữa đảm bảo. Lý giải cho những băn khoăn của phụ huynh, luật sư Lê Minh Trường cho rằng về mặt pháp lý, chưa thể cung cấp thông tin cho hãng sữa là hoàn toàn đúng quy định, vì hiện các cơ quan chức năng đang trong giai đoạn tổ chức đấu thầu. Tuy nhiên, việc phát hành đăng ký vốn là một thỏa thuận dân sự khi chưa đủ thông tin là vội vàng. Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin này thì nó là cái phiếu lấy thông tin một chiều. Do vậy thì chúng ta cần minh bạch hóa tất cả những cái công đoạn hoặc cái quá trình triển khai dự án để tạo nên cái sự đồng thuận của tất cả các cha mẹ học sinh và phát huy cái tính nhân văn của chính sách này. Tính đến thời điểm này, 7 đơn vị tham gia đấu thầu vẫn chưa được công khai. Ngay cả với những phụ huynh đã ký vào bản đăng ký thì vẫn đang nóng lòng chờ đợi một cái tên sữa với những tiêu chuẩn như đúng kỳ vọng.